Ở đây có một cái lời khuyên rất là đúng dành cho anh em không có được sự tự tin, thì anh em nên qua tiệm làm cho nó dễ. Đấy, và mình cũng xin bổ sung một chút, đây là cái câu chuyện muôn thuở. Chừng nào các cửa tiệm làm tóc chưa giải quyết được cái vấn đề chất lượng đi đôi với giá rẻ, thì chừng đó vẫn sẽ có những bạn, vẫn sẽ có những người có đủ sự tự tin và người ta có nhu cầu mua sản phẩm về nhà sử dụng thay vì ra tiệm. Bây giờ mình nói rất là đơn giản thôi, ví dụ như website đi. Anh em website ở tiệm thì ở quê cũng 150-200 rồi, ở trên thành phố thì dĩ nhiên nó đắt hơn. Thế thì dành cho những bạn nào dư giả tài chính, thoải mái thời gian, không quan tâm nhiều lắm, chỉ quan tâm đến chất lượng ok, đảm bảo. Đấy thì cứ mỗi một tháng các bạn đi cắt đi làm website một lần. Đấy thì lúc nào nó cũng đảm bảo, lúc nào tóc nó đẹp ok. Nhưng mà vẫn sẽ có những người, người ta không dư giả tài chính như thế, không có nhiều thời gian như thế. Cộng với việc người ta có cái sự tò mò, có cái sự tự tin. Đấy thì người ta hoàn toàn có thể sử dụng một cái tip website vé như thế này thôi, nếu người ta sử dụng đúng cách người ta có thể sử dụng được những 3 lần. Vậy thì người ta đã tiết kiệm được bao nhiêu rồi? Tiết kiệm được bao nhiêu rồi? Nó cũng giống như cái chuyện của nhiều những cái lĩnh vực khác, ví dụ như là anh em làm trần thạch cao này đi. Đấy hay là anh em làm những cái bộ bàn ghế này đi. Đấy, ví dụ như anh em thuê hết thợ đi. Đấy, thuê hết thợ 100% luôn, mình không quan tâm gì đến, thì ví dụ như một cái trần thạch cao như này xong xuôi, ví dụ như 500.000 một mét vuông, mình đang lấy ví dụ nhé. 500.000 một mét vuông không động tay động chân gì cả. Đấy, còn trong trường hợp mà anh em biết làm đi, hoặc là bạn bè anh em biết làm, anh em có thể nhờ đúng không? Mình mua vật liệu về mình làm. Đấy thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đấy cái câu chuyện ở đây là anh em sử dụng bất cứ một cái sản phẩm gì thế, nhất là những bạn mua sản phẩm về nhà làm. Anh em nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, quan sát kỹ, xem nhiều video hướng dẫn cũng như là cái sự tư vấn đấy của những người người ta chia sẻ sản phẩm. Đấy thì khi mà anh em đã có cái sự hiểu thì anh em làm nó sẽ đảm bảo. Còn nếu như anh em chưa hiểu thì dĩ nhiên anh em làm cái khả năng rủi ro nó sẽ cao hơn so với cái việc mà chúng ta đi tiệm. Đi tiệm thì dĩ nhiên là thợ người ta sẽ xử lý cho anh em. Thì trong cái vấn đề làm tóc này, theo mình thấy thì cái vấn đề ép size này hay cái vấn đề trải thuốc nhuộm là hai cái dễ nhất mà anh em có thể mua về nhà anh em sử dụng và anh em làm được, nếu như anh em là người không có cái nhu cầu qua tiệm. Đấy chứ còn cái việc duỗi tóc, ép tóc đấy thì nó sẽ phức tạp hơn một chút, đòi hỏi anh em làm nhiều lần cũng như là cái sự hướng dẫn chi tiết của cái người bán sản phẩm. Đấy, còn cái việc uốn tóc ấy thì nó cũng sẽ khó hơn một chút. Đấy, nó phải hai người trở lên chứ một mình anh em thì anh em không làm được. Đấy thì trên đây là cái toàn bộ cái chia sẻ của mình. Đấy để cho anh em tham khảo hơn về cái vấn đề này nhé. Đấy thì anh em xem nào mình thuộc cái dạng nào và mình muốn như thế nào. Đấy thì đó là cái lựa chọn của anh em thôi. Cảm ơn anh em.